Tiến Linh. Mở bóng tương đối hợp lý. Văn Đô. Cú tạo bóng. Nhấp ảnh chung. Cú đẩy nghịch và bóng cuối cùng là Tiến Linh. Nhưng trước đó thì các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đều đã chơi có thể nói là xinh xắn. Tiến Linh chính là người mở màn cho pha bóng này. Nhưng chúng ta nhìn pha đi bóng và chuyền bóng của Levando và những sự thay đổi vị trí trên sân của huấn luyện Park đã có bao nhiêu tác dụng, không có lỗi việt vị nào của Lâm Mạnh Dũng trong tình huống này cả. Lật những cầu thủ này. Cú nhập bóng của Tiến Linh. Tiến Mạnh Dũng, bóng xuống. Wow! Tỷ số được nhân đôi cho đội tuyển U23 Việt Nam. Pha chuyền bóng ở trung lộ có thể nói là xuất sắc của đội bóng đỏ. Lại là một pha phối hợp nữa. Một lần nữa chúng ta lại phải nhắc đến không phải là tình huống bao bổng. Không thể chê vào đâu được tình huống dứt điểm bằng má ngoài này của đội trưởng bên phía U23 của Việt Nam cả. Về những tình huống tranh chấp ở giữa sân, muốn phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời, không phải là bàn thắng dành cho Lê Văn Xuân. Nếu như quả bóng đi thấp hơn độ khoảng 5 cm thôi thì rất có thể đó là bàn thắng tuyệt đẹp. Nhưng vẫn có bàn thắng thứ ba cho đội tuyển Việt Nam. Đây chắc chắn là một pha bóng sẽ tạo nhiều cảm hứng cho Lê Văn Xuân và các đồng đội ở những trận đấu tiếp theo. Đường chuyền của Hoàng Đức, Văn Đô. Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Hùng Dũng lại ghi bàn. Thầy về tắc đã được khai thông và là rất nhọc nhằn. Văn Đô chuyền ngược lên. Đỗ Hùng Dũng nhìn một phía, dứt điểm một phía, rất tỉnh táo. Rất nhiều phương án đã được tạo ra. Quá hay. Pha ghi bàn thứ hai của Hùng Dũng ở xiêm lần này chưa thể vượt qua hàng của người bạn của Leicester. Quả chạm bóng của Lê Văn Xuân. Đến lần này thì thủ môn Vera đã buộc phải vào lưới nhà bóng, rất khó với tất cả các thủ môn. Hắn đã mong chờ bàn thắng thứ hai. Vào rồi, 2-0 cho Việt Nam. Chúng ta đã chờ mong và bây giờ đã được chứng kiến bàn thắng thứ hai. Bùi Thái Bình đã chọn vị trí rất tốt. Đánh đầu Tiến Linh. Rất chống chải, Phan Tuấn Tài, đường chuyền vào, đánh nhau! Và dứt điểm ngoạn mục, không thể tưởng tượng được. Bóng đi đúng góc chết và thủ môn đội bạn Cao In, thủ môn thời gian kinh nghiệm của tuyển Thái Lan đánh bó tay. Chúng ta đã dẫn với tỷ số 1-0. Đây là phút thứ 84 của trận đấu. Nhâm Mạnh Dũng, Nhâm Mạnh Dũng là người đã thực hiện pha đánh đầu vừa rồi. Chúng ta xem lại đường chuyền của Phan Tuấn Tài. Quả lắc đầu quá hiểm. Bàn thắng ít thấy với các thủ Việt Nam nhưng như vậy Dũng đã thành công. Phan Tuấn Tài cũng đặt dấu ấn của mình trong một trận đấu anh đá chính thay Lê Văn Xuân và rót bóng rất chính xác. Các trung vệ Thái Lan chúng tôi cũng đã phân tích cái đấy phút cũng đã bị mệt sau những tình huống mà Văn Tùng rồi Nhâm Mạnh Dũng hoạt động rất tích cực để